Xin chào quý vị và anh chị đến với kênh YouTube chính thức của em. Để tìm ra một chiếc SUV đem lại cảm xúc lái hay nhất thì thưa với quý vị anh chị, quan điểm của em đó là chiếc BMW X5. Hôm nay được cập nhật tới quý vị anh chị chiếc xe em vừa mới mua về. Đó là chiếc BMW X5 mang cái mã hiệu là G05, sản xuất năm 2020. Odo hiện tại là 5 vạn km, chiếc xe cực mới. Một điểm tiếp theo trên chiếc xe này đó là phiên bản M-Sport. Phiên bản M-Sport sẽ có một số điểm đặc biệt về body kit anh chị ạ. Đó, nó thể thao hơn và nó hầm hố hơn. Và bộ mâm nữa, xin thưa với quý anh chị, bộ mâm của chiếc xe là bộ mâm M-Sport và hệ thống phanh cũng là M-Sport luôn. Đây, bộ mâm 20 inch, cực kỳ là thể thao và to bản. Hệ thống phanh hiệu suất cao M-Sport thì nó vừa đẹp này và vừa tăng cái tính hiệu quả của hệ thống phanh. Và thêm một điểm đặc trưng trên những chiếc xe e-sport nữa, đó là hệ thống treo. 4 giảm sóc của chiếc xe đều là giảm sóc thủy lực anh chị nhé. Nó đi sẽ cứng vững hơn và chắc chắn hơn so với những phiên bản như X-Line sẽ sử dụng hệ thống treo là bóng hơi. Đó, chiếc xe này hiện tại em đang chào bán mức giá cực kỳ hợp lý, trên 2 tỷ đồng. Anh chị đã có thể sở hữu cho mình được cái mẫu xe mà đem lại cảm xúc lái cực kỳ hay với rất rất nhiều công nghệ hiện đại. Đầu tiên một chút về option đi. Chiếc xe được sở hữu hệ thống đèn cao cấp nhất của BMW hiện tại, đó là hệ thống đèn BMW Adaptive Laser, cho khả năng chiếu xa lên đến hơn 600m và cực kỳ sáng anh chị nhé. Hệ thống đèn này đặc biệt ở chỗ là phải trên tốc độ 120km thì nó mới được kích hoạt. Ở đường Việt Nam thì tương đối là sẽ ít được sử dụng anh chị ạ. Đây, và trên hệ phiên bản này sẽ được trang bị mặt ga lăng khổ lớn hình quả thận và có đóng mở để điều chỉnh nhiệt độ lượng của động cơ anh chị nhá. Camera 360 thì đầy đủ rồi, không thiếu một thứ gì cả. Mời quý vị anh chị vào khoang nội thất của một chiếc xe chạy 5 vạn km. Chiếc xe mang nội thất màu nâu cà phê cực kỳ đẹp. Một trong những cái màu mà em đánh giá là nó rất là bền màu anh chị ạ. Đó, 5 vạn km anh chị nhá. Camera cực kỳ sắc nét luôn. Chiếc xe được thêm một chút, đó là đây. Anh chị có thể thấy đây là vô lăng của chiếc xe. Đó là vô lăng M-Sport luôn. Cực kỳ là thể thao, thực sự nó quá đẹp anh chị ạ. Đó, màn hình giải trí cực kỳ sắc nét nhá. Camera 360 đầy đủ rồi. Hệ thống loa cũng là hệ thống loa cao cấp Harman Kardon, đem lại trải nghiệm loa cực kỳ hay. Và nói đến BMW thì chắc chắn phải nói đến cảm giác lái rồi. Một chiếc xe sử dụng động cơ 3.0 lít B58. Cái động cơ này đã nhận giải là động cơ hay nhất của năm, rất nhiều năm rồi. Nó đem lại công suất cực lớn nhưng khả năng tiết kiệm nhiên liệu thực sự ấn tượng. Đó, có cả HUD anh chị nhá. Rất nhiều tính năng hay này. Đây, phiên bản này sẽ có thêm cả tính năng liên quan đến hỗ trợ đổ đèo này. Rất nhiều những chế độ lái này, Auto Hold này. Hay là một điểm đặc trưng trên những phiên bản này đó chính là cần số pha lê cực kỳ đẹp. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh anh chị có thể thấy nó rất là đẹp nhá. Em đã từng trải nghiệm rất nhiều những cái dòng SUV rồi, nhưng cái chiếc xe đem lại cảm xúc lái nhiều nhất phải là BMW X5. Đó, khoang sau thì khá là rộng rãi anh chị nhá, độ ngả rất tốt luôn. Đó, độ ngả rất tốt này, có rất nhiều tính năng hay, thực sự nó còn quá mới anh chị ạ. Đó, khoang cốp của mình chiếc xe đi, cốp của chiếc X5 này thì cũng rất là rộng rãi. Em đã bán rất nhiều cái dòng X5 rồi. Các bác chủ thì thường có thói quen là đi đánh gốp. Một chiếc X5 này thì có thể để được 2 bộ gốp và rất nhiều những vali, thực sự là rất ấn tượng. Đó. Và thêm nữa, đó là mở cốp bằng vỏ sò, đây là đặc trưng trên những dòng X5 rồi. X-Driver 40i. Đó. Chiếc xe này của em đang là màu xanh carbon sai, được warp lên đó là màu vàng đồng. Và màu này có thể coi đó là màu lông chuột. Đó, rất là đặc trưng rồi. Anh chị muốn thích cái màu khác có thể liên hệ trực tiếp với em. Em có thể tặng anh chị bộ màu warp khác theo ý mà anh chị mong muốn. Hiện tại với cái mức giá khoảng trên 2 tỷ đồng để sở hữu chiếc BMW X5 sản xuất năm 2020 mang cái mã hiệu là G05 này thì thực sự là quá hợp lý rồi. Thời điểm mà mua mới chiếc xe này có đâu đó khoảng gần 6 tỷ cơ. Anh chị quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua địa chỉ là Auto 19 Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy để được lái thử và trải nghiệm chiếc xe. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em.